Hello các bạn, mình đang review lại cái quá trình mình đang bỏ bớt phân ra để giao cho mọi người. Dữ lắm luôn, rẻ dữ lắm nè. Sợ nó chết. Không chết đâu. Thì mình bư bớt phân ra cho đến mức có thể thôi. Tại vì chị cũng còn nặng quá. Đúng là cũng tốt, tốt dễ sợ rồi vậy. Tốt rồi ghê. Để... nay chặt bột để nè bỏ mất. Tao chặt chi chặt nó mất sức. Thôi vậy vậy cài nó đi bơ vậy được rồi. Nè vào tay cứ ra cột không được. Ê bọc ra đi cái để ăn hàng con cuộc. Đây là cây cây bông trang màu vàng. Bông trang màu vàng lá xoắn. Tại vì khi gửi cho khách mà mình để nguyên cái chậu như vậy nó sẽ nặng lắm mọi người. Bỏ phân ra bớt. Vì lúc mình trồng mình dưỡng á thì mình phải để nhiều phân cho nó tốt. Lúc gửi đi phải bớt ra để em thôi là nặng lắm. Phí nặng. Tại vì phí ship thì bên người mua người ta sẽ chịu. Chứ phí ship mà mình chịu, mình kê vô giá của cây cao lắm, mình quảng cáo cây cao như vậy người ta ngán lắm. Thì bây giờ cái giá cây như thế, ai mà tới chỗ được mua thì người ta sẽ mua được rẻ. Còn ai ở gần thì phí ship nó rẻ. Còn ai ở xa thì người ta biết ở xa là ship heo thì heo khoảng cách xa gần mà. Cho nên đâu có báo giá mà kê cái phí ship vô giá cây được. Báo giá gốc thôi. Ai có nhu cầu mua thì comment bên dưới. Mình sẽ kết bạn Zalo và họ sẽ điện lại để gửi hình ảnh chi tiết về cây, kích thước, màu sắc cho mọi người chọn. Đó như vậy nó mới bớt nhẹ, không đâu là nặng lắm luôn. Nó một chậu như thế này là nặng lắm. Mình bớt cái gì nó không sao đâu mọi người, nó không có mất sức đâu. Cái gì cây này nó phát triển khá là tốt rồi. Mọi người về mọi người cứ tưới nước bình thường và đủ ánh sáng và độ ẩm. Cây nó sẽ phát triển bình thường. Cây này màu vàng lá kim bình thường nha mọi người. Cây này màu vàng đây. Tiếp tục một cây màu vàng nữa. Giờ này đang là 6:10 sáng ngày 6 tháng 11 năm 2019. Mình đang đóng thùng những cái cây gửi cho khách hàng. Đây là màu hồng cánh sen nha mọi người. Đây, đang đóng thùng cho hai khách.
Trời còn đang tờ mờ sáng nha mọi người. Đây bầu trời đây còn tờ mờ sáng nè. Lò phát thanh thì đang phát thanh. Cây này màu hồng phấn. Bốn cây màu hồng phấn, hai cây vàng lá kim, hai cây vàng lá xoắn là 8 cây một chủ. Mọi người về mọi người hãy bỏ phân vào. Giống như cái chậu của mình lúc nãy trước khi sổ phân bớt ra. Vậy là cây nó phát triển ok hả? Đó, rồi một hồi cái mình mà buộc cái miệng bọc lại là xong. Đây mình vừa đổ ra nè mọi người. Cây này cũng là màu hồng phấn. À không, đây màu hồng cánh sen. Hồi nãy giờ mình nói nhầm rồi, đây là màu hồng cánh sen. Màu hồng cánh sen này nó đậm hơn màu hồng phấn. Đây mọi người thấy, nhưng mà nó không phải màu đỏ nha. Đây hồng cánh, màu hồng màu phấn thì nó nằm bên đây. Đây là màu hồng phấn nó nhạt. Đây là màu hồng cánh sen. Màu hồng cánh sen đây. Đây là 8 cây một chủ đây. Tiếp theo chủ thứ hai. Chủ thứ hai là 4 cây này nha mọi người. Mình đang đóng thùng cái chủ thứ hai nha mọi người. Chủ thứ hai là cây màu vàng này và cây màu cam này. Cái này màu cam nha mọi người, tại mọi người thấy đèn nó dạ dạ nhìn giống màu vàng. Còn bên đây thì dưới cái cây mộc cốt này, mọi người thấy cây mộc cốt không? Mộc cốt thẳng đứng luôn đó mọi người. Đó, chưa rất là lý tưởng. Đó mọi người, cây một cốt thẳng đứng luôn. Đó, mình đang tháo phân ra bớt cây một cốt. Cây một cốt với cây thẳng đứng nè mọi người. Cây thẳng đứng là thấy thương rồi.